Hồi hương. Kể từ sau năm 1975, vì biến cố chính trị, số người Việt Nam lưu vong sống trên các đất nước tự do có thể tính bằng con số triệu. Có mọc rễ hay không trên xứ người, nhưng phần đông Việt Kiều trong thâm tâm luôn nhớ về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi chứa nhiều kỷ niệm từ nhỏ cho đến lớn, nơi có đồng bào cùng màu da, cùng tiếng nói. Nhất là những người lớn tuổi về hưu, con cái đã trưởng thành, đã nên người thay thế cha mẹ ra đóng góp cho xã hội, thì họ lại thường cảm thấy cô đơn lạc lõng bên xứ người và muốn trở về để gửi nắm xương tàn trên quê hương mình. Mặc kệ những bất đồng chính kiến, mặc kệ ngày nào đã bất kể sống chết, bỏ lại tất cả để ra đi tìm tự do. Ông Tâm là một trong số người muốn trở về cố hương đó. Ông là sĩ quan cấp tá của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, dĩ nhiên, cũng như các sĩ quan khác, ông cũng phải đi học tập cải tạo một thời gian dài. Nhà cửa bị tịch thu, con cái không được học đến nơi đến chốn vì lý lịch sống. Ngày ông còn trong tù thì vợ ông đã mất vì quá lao lực và suy dinh dưỡng. Ra tù, ông lại phải sống thấp tha thấp thỏm, lo sợ, không biết một ngày đẹp trời nào đó, bọn ác ôn bắt bỏ tù trở lại, rồi gia đình bị bắt đi kinh tế mới. Cuộc sống dưới chế độ mới thiếu thốn, khổ cực trăm bề, nên ông cố sống cố chết, tìm cách đưa con cái vượt biển. Cũng may, nhờ bạn tù giúp đỡ nên chuyến vượt biển thành công. Sau một thời gian ở trại tị nạn, gia đình ông được sang định cư ở Hoa Kỳ. Ông Tâm qua được xứ sở tự do thì ngã bệnh, mất khả năng lao động, nên được hưởng tiền bệnh do tiểu bang cấp cho. Bốn người con, đứa đi học nghề, đứa ra làm việc, và từ từ đều lập gia đình, có cuộc sống ổn định bên xứ người. Nhưng vì công việc nên mỗi đứa con lại ở một tiểu bang, chỉ thi thoảng mới gặp nhau. Còn cô gái lớn thì ở cùng một tiểu bang với cha. Ông Tâm ở riêng một mình. Ông không muốn làm phiền đứa con nào vì tính ông độc lập lâu nay, cứ ngại làm mất tự do và đời sống riêng tư của con cái. Và ông cũng thích sống một mình cho thoải mái. Ông mua một cái mobile home giá rẻ cho một hai người thuê phòng ở chung để có thu nhập trả tiền đất, và nhờ bạn bè làm mai giới thiệu cho ông một bà quá để đỡ phòng không chiếc bóng. Bà quá này tên Tình, coi xấu người mà đẹp tính. Bà Tình hiền lành, dễ tính, biết chịu đựng, biết im lặng nghe ông nói mà không tranh cãi gì cả. Ông chỉ con chó mà nói là con gà thì bà cũng ừ cho đó là con gà. Ông bắt bà im thì bà không dám hó hé lấy một tiếng mà nín thinh cả mấy ngày trời, cho tới khi ông cho nói bà mới dám mở miệng. Con cái của ông đều quý mến bà mẹ kế này và nhiều khi còn binh bà để phản đối ông quá ăn hiếp. Sao cô hiền có vậy? Bà còn nói ngang nói ngược mà cô không cãi, cứ để ổng ăn hiếp hoài. Bà Tình cười hiền lành. Thì cô coi như cha, cãi làm chi với cha cho mệt. Bà Tình làm ở nursing home săn sóc chiều chuộng người già, người bệnh cũng quen, nên mới có thể ở chung với ông Tâm được. Tính tình hai người khác nhau như hai thái cực, nên có lẽ ở với nhau để bù đắp cho nhau. Bà Tình dễ tính bao nhiêu thì ông Tâm khó bấy nhiêu. Ngày xưa sống trong quân kỷ quen, ông dùng kỷ luật sắt trị lính và trị cả gia đình. Con cái phạm lỗi là ông đét đít không tha, đi thưa về trình, đúng giờ đúng giấc, không được sai một phút. Chiều tối là cửa đóng then cài, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ra vào cửa phải đóng, quên là bị phạt mở ra đóng lại 100 lần cho quen. Ở xứ Mỹ, bạn bè con cái có bất thình lình ghé ngang nhà thăm ông mà không gọi điện báo trước, chớ hỏng ông mở cửa tiếp. Có ông bạn thân sẵn đi câu về ghé tặng ông ít cá tươi, gọi cửa hoài ông không mở, chỉ đứng trong nhà ngó ra, nên người bạn phải treo bì cá trước cửa rồi bỏ đi. Nhiều, nhiều kỷ luật và nội quy được đặt ra lắm, nên đám con cái không gần gũi cha cho mấy, đứa nào cũng sợ ông như sợ cọp. Bạn bè ai cũng lắc đầu, bảo ông là chướng. Vậy mà bà Tình cũng hay, sống với ông được đến 4 năm mới chia tay
vì có một ngày ông cấm không cho bà về thăm lo cho con cái và cháu ngoại riêng nữa. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bà phản đối chống lại ông. Ông Tâm muốn gì bà cũng chiều ngoài việc này. Tấm lòng người mẹ bao la như biển, lúc nào cũng lo lắng, bảo bọc và hy sinh cho con, thì ông Tâm chẳng thể nào mà chia cách được. Ông Tâm lâu nay quen ra lệnh, và bà Tình thì quen tuân theo, nên lần này nghe bà phân trần, ông đã nổi giận mất khôn mà quát lên. Ở trong nhà này phải giữ kỷ luật, phải đi về cho đúng giờ giấc. Mấy hôm nay cứ tối mịt mới về nhà, cứ lấy cớ là về thăm cháu bệnh. Cháu bệnh thì có mẹ nó lo, bà dẹp đi, bà đi với thằng nào. Từ nay không có đi thăm cháu chiếc gì nữa, còn không thì bà đi luôn đi. Nhà này không chứa đàn bà vô kỷ luật, thúi tha, mất dạy. Bà Tình mở lớn mắt nhìn ông Tâm, còn gì để nói nữa. Đã biết rằng khi nổi giận thì ăn nói hồ đồ, nhưng bà không ngờ ông Tâm lại thốt những lời khó nghe và không tôn trọng bà như thế. Bà Tình lẳng lặng vào phòng thu xếp hành lý bỏ gọn trong cái vali nhỏ. Không nói thêm một tiếng để chào từ giả ông Tâm đang mặc hầm hầm. Bà xách vali ra xe, nổ máy chạy đi và không quên gọi cho đứa con gái của ông để báo cho nó biết. Chào con, cô chia tay với ba con rồi và sẽ không trở lại nữa đâu. Con nhớ ghé lại săn sóc cho ổng nhen. Cô đi luôn à? Con cũng lo sẽ có ngày này vì tính ba nóng quá. Cô ơi, có gì cô bỏ qua cho vì con biết ba thương cô lắm. Cô Tình bùi ngùi nói. Cô biết ba con tính nóng nên lâu nay nhìn và chiều ổng cho xong. Già rồi sống nương tựa với nhau cho vui. Con cái khôn lớn tách riêng thì mình lại càng phải dựa vào nhau để sống và an ủi cho nhau. Có điều ba con không cho cô về thăm con cháu là không được. Lại còn ghen tuông nói bậy và không tôn trọng cô nữa nên cô buồn lắm. Thôi để tách nhau một thời gian xem sao. Cô ơi, cô ráng giữ sức khỏe nhé. Mai con sẽ qua thăm ba và khuyên ổng làm hòa lại với cô. Hôm sau cô con gái đến thăm và khuyên cha. Cô Tình hiền và được quá mà sao ba để cho cổ đi vậy? Ba làm hòa với cổ đi. Ông Tâm sững cổ. Hiền cái gì mà hiền? Bây giờ dám mở miệng cãi lại rồi còn bỏ đi nữa. Ba không cần thứ bà chằng đó. Ba chỉ thích loại đàn bà nghe lời ba 100%, không được cãi mà nói gì cũng phải nghe. Cô con gái bất mãn nghĩ thầm chứ không dám nói ra. Vậy thì ba đi kiếm người câm mà lấy đi. Mà phải vừa câm vừa điếc chứ nghe chửi mà không cãi được chắc họ đánh lại thôi. Cô Tình bỏ đi không trở lại. Ông Tâm tự ái không làm hòa xin lỗi. Ông lại lủi thủi một mình sống kiếp độc thân quá vợ. Bạn bè cũng giúp ông đánh tiếng mai mối nữa, nhưng không bà nào chịu đèn sống chung với ông được đến một tuần. Sức khỏe của ông lại chẳng được tốt cho lắm, bị cao máu, cao mỡ, phải thông tim, phải cắt túi mật, mà lại phải tự lo chợ búa nấu nướng một mình, thật mệt mỏi và buồn chán. Cô con gái mỗi tuần chỉ ghé qua thăm cha chớp nhoáng được một vài lần, vì còn phải đi làm, phải lo cho gia đình, con cái. Nhiều khi ông ngồi đó, nỗi cô đơn gặm nhấm. Nghĩ đến một ngày thình lình từ giã cõi đời mà con cái không hay để đến khi sình thối lên lối xóm mới biết. Rồi nghĩ đến quê hương bà con bạn bè đông đúc, ra ngõ là có hàng quán cơm tiệm, khỏi lo miếng ăn nấu nướng hàng ngày, vui biết bao nhiêu. Ông nghĩ đến một ngày về quê hương, kiếm một miếng đất trồng cây ăn trái, trồng bông hoa cây kiển, vui thú điện viên sống cho qua tuổi già. Có gì chết chôn cạnh mộ bà vợ hiền cũng đỡ lành lẽo. Ông chỉ sợ tụi công an đỏ làm khó dễ, nhưng rồi lại tự an ủi mình, hy vọng già rồi chắc tụi nó cũng để yên. Lâu nay ông Tâm cũng thỉnh thoảng liên lạc với một ông bạn thân ở quê nhà tên Phan. Ông Phan có nhà đất ở vùng ngoại ô xa xôi, làm nghề thầy lang vườn, tính tình thuần hậu chân chất. Ngày trước 75, ông Phan phá đất núi làm rẫy, nên ngày nay ông có nhiều đất trên núi lắm. Ông Tâm ngày trước đã giúp đỡ ông Phan rất nhiều và thương tính tình ông Phan nên thường xuyên lui tới thăm nhau.
Nay nghe ông Tâm than buồn và có ý trở về sống ở quê hương, ông Phan hăng hái bảo: "Anh về đi, tôi sẽ tặng anh một mẫu đất sát cạnh nhà tôi để xây nhà ở cạnh nhau sớm hôm hủ hỉ cho vui." Ông Tâm cảm động: "Cảm ơn anh nhiều, nhưng tôi biết anh giờ cũng không khá giả gì mấy, tôi không dám nhận đâu. Cho tôi gửi tiền mua lại miếng đất đó để anh có tiền mà lo cho gia đình. Tôi về ở cạnh anh cuối đời, anh em có nhau là vui rồi. Chỉ sợ về đó cộng sản làm khó dễ thôi." Ông Phan đoan chắc: "Chỗ tôi ở xa làng xa xóm, công an khu vực quen biết thân tình, dễ chịu lắm. Anh về đi không sao đâu. Với lại lớn tuổi rồi, tụi nó không để ý làm khó dễ nữa đâu, đừng lo. Thỉnh thoảng anh cho nó gói thuốc lá 3 số 5 là nó cảm ơn anh lắm lắm, sai gì cũng được. Bên đòi tặng, bên đòi mua, tình nghĩa tràn trề thật cảm động, ứa nước mắt." Cuối cùng ông Phan cũng tặc lưỡi thở dài mà nhận tiền ông Tâm gửi về, trả tiền mua miếng đất và xây nhà sẵn giùm để ông Tâm về có nhà ở ngay. Cô con gái ông Tâm nghe cha đòi về Việt Nam ở thì phản đối: "Bà à, về đó làm sao sống được với cộng sản? Tụi nó gian manh, thấy Việt Kiều có tiền không để yên cho ba đâu. Ba đã liều thân ra đi mà trở về làm gì?" "Tụi con không hiểu đâu, ai cũng có cội có nguồn. Ba đã già rồi, sống nay chết mai. Ba muốn trở về bỏ nắm xương tàn trên quê hương, chứ chết bờ chết bụi ở đây buồn lắm. Ba về ở cạnh bác Phan, có bạn có bè hủ hỉ với nhau đỡ buồn. Ba đã gửi tiền về mua đất xây nhà ở cạnh nhà bác Phan rồi. Bác Phan bảo công an khu vực ở đó dễ lắm mà dân tình cũng hiền lành." Cô con gái cãi: "Thì bác ấy muốn ba về ở cạnh nên nói sao cũng được mà. Tụi con đều ở bên đây, ba về đó lấy ai coi chừng?" Ông Tâm cay đắng: "Ba ở bên này các con cũng đâu thường xuyên tới thăm được. Con cái ở mỗi đứa một phương, mỗi năm họa hoạn về thăm ba được một lần. Còn con thì bận bịu tất bật suốt ngày. Ba về đó có gia đình bác Phan sát vách. Bác bảo sẽ chăm sóc cho ba. Bác Phan tốt lắm, cho ba miếng đất để xây nhà mà ba không lấy đó." "Điều này con không biết, phải ở lâu mới biết lòng người. Ba về đó lỡ bệnh hoạn đi bác sĩ bệnh viện cũng khó khăn. Nhà bác Phan con nhớ là ở túc trên núi khô khan nóng nực, đường đất treo leo. Nhất là không có điện phải xài đèn dầu leo lét. Và lại xa thành phố, vừa buồn vừa bất tiện. Ba ở đó không tốt đâu." Ông Tâm cãi: "Hồi ba chở tụi con lên nhà bác Phan đến nay cũng hơn chục năm rồi. Càng ngày càng thay đổi tiến bộ chứ. Nghe bác Phan nói đã có điện rồi, dân cư cũng đông đúc hơn nhiều. Đã có đường cho xe hơi chạy tới tận nhà." Cô con gái hỏi nhắc lại: "Rồi đêm hôm lỡ lên cơn đau tim làm sao đi cấp cứu? Kêu được xe chở được đến nhà thương chắc cũng đã xong đời rồi. Ba bây giờ đâu còn khỏe nữa. Ở đây được một nền y khoa tốt gần như là nhất thế giới phục vụ, chăm sóc thường xuyên, không tốt hơn sao?" Ông Tâm nghe con gái cản đầu cản đuôi nêu đủ lý do đã không nghe ra mà lại đâm bực. Ông nghĩ chắc lũ con sợ mình về Việt Nam không còn được lãnh tiền già tiền bệnh nữa và sợ phải gửi tiền nuôi cha nên cứ ngăn cản thế kia. Ông bực bội nói: "Ba đã quyết định rồi, con đừng cản nữa. Ba về đó tự lo được, không cần mấy đứa con phải gửi tiền về giúp mà cứ nói ra nói vào." Thấy cha bực mình, cô con gái im lặng không cãi nữa. Cô biết tính cha ngang bướng, ít khi chịu nghe lời ai khuyên, nhất là lời khuyên của con cái mà ông lúc nào cũng nghĩ là con nít con nôi hỉ mũi chưa sạch. Cô hỏi giọng quan tâm: "Ba tính khi nào thì đi? Ba có muốn con giúp đăng báo bán căn nhà này và đồ đạc không?" Một tuần sau, ông Tâm bán được căn mobile home với giá gấp đôi ông đã mua 7 năm về trước. Nhờ đã trả off nên nay ông ôm trọn gói. Ông lại còn được 2 lần tai nạn xe cộ vào mấy năm trước. Chỉ ê ẩm và hư xe sơ sơ, nhưng nhờ mua bảo hiểm 2 chiều nên được bồi thường vài chục ngàn đô. Tổng cộng được một số tiền cũng khá. Đã gửi ông Phan tiền mua đất và xây dựng cái nhà gần bằng tiền bán mobile home.
vì chi ông còn được tiền đền bảo hiểm xe vài chục ngàn đô. Thời điểm bấy giờ ở Việt Nam tiền đô có giá trị, vật giá cũng rẻ, nên theo ông Phan tính toán mỗi tháng ông Tâm chỉ cần tiêu 100 đô là đủ sống. Tặng tiền một chút, ông tiêu đến nhắm mắt xuôi tay là vừa. Vậy là bán nhà xong, thu dọn đồ đạc cần dùng vào hai thùng lớn. Ông Tâm Việt Kiều bái bai đất nước tự do Hiệp Chủng Quốc đàng hoàng lên máy bay hồi hương. Chả bù ngày nào trốn chui trốn nhủi ra đi. Cả nhà ông Phan gồm vợ con, dâu rể, cháu nội, cháu ngoại, gần 20 người, thuê xe vào Sài Gòn đón bạn vàng hồi hương. Ai nấy cũng tươi như hoa, cười đón Việt Kiều thật niềm nở, thân tình. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Từ nay có gì chạy qua chạy lại đỡ đần nhau cũng vui đấy chứ. Hai bên cùng có lợi. Xe chạy xuyên đêm đến trưa thì về tới quê ông Tâm ở Ninh Hòa. Thị trấn giờ tấp nập hơn hồi ông ra đi nhiều. Ông Tâm nhìn lại một số cảnh vật quen thuộc mà lòng bồi hồi bồi hồi, nhớ lại những tháng ngày xa xưa với bao thăng trầm vinh nhục. Ngày bỏ quê hương ra đi, ông đã thề với lòng chỉ trở về khi không còn cộng sản. Nhưng nay nào có đâu ngờ tự mình lại thất hứa phá bỏ lời thề. Ông như con cá hồi ngược dòng, cố sống cố chết vượt bao gian nan bơi về nơi nó sinh ra. Ông đã từ bỏ nơi chốn bình yên có gia đình, sự tiện nghi và nhất là sự tự do để tìm về một chốn mà ông biết trước là địa ngục trần gian, chỉ vì nỗi nhớ quê hương trong ông thật tha thiết, mãnh liệt. Và nỗi ao ước muốn sau này được yên nghỉ trong lòng đất mẹ hiền. Đúng như lời ông Phan nói trước, chiếc xe trung 20 chỗ ngồi cũng len lỏi trên con đường đất gập ghềnh chạy đến tận ngõ nhà mới của ông Tâm. Căn nhà mới quét vôi xanh, mái tôn xám, trông gọn nhỏ và xinh xắn y như trong hình của ông Phan gửi qua. Nhưng xung quanh đất đai có vẻ khô róc đầy sỏi đá, cây cối lưa thưa và còi cọc, trông thảm thiết như cây cối mọc ở sa mạc. Ông Phan nói giọng phân bua. Cả tháng nay trời không mưa nên cây cối như vậy đấy. Anh dặn tôi mua ít cây ăn trái về trồng, nhưng với thời tiết này ngó mòi mấy cây này khó lên nổi. Ông Tâm an ủi bạn. Từ từ rồi tính, trời không mưa chắc phải làm vòi tưới. Ông Phan lắc đầu tỏ ý như chuyện này chắc khó rồi. Ông bảo tài xế đậu xe trước cửa nhà mới của ông Tâm để dỡ hành lý xuống. Vừa bước xuống xe, cái nóng hầm hập cháy bỏng của vùng núi táp vào người, cộng thêm sự mệt mỏi của chuyến hành trình vượt đại dương, làm ông Tâm choáng váng lảo đảo đứng không vững. Ông Phan vội đỡ ông Tâm bước lên thềm và sai thằng con lấy chìa khóa mở cửa ngay. Một lúc sau, ông Tâm mới định thần lại và ngắm căn nhà mới của mình. Nhà chỉ có một phòng khách nhỏ, một phòng ngủ nhỏ đặt vừa cái giường hai người nằm. Một gian bếp nhỏ xíu cỡ 3 mét vuông và một phòng vệ sinh cũng nhỏ xíu. Tổng cộng cả căn nhà chắc khoảng 20 mét vuông. Đồ đạc sơ sài mới chỉ có bộ bàn ghế cũ kỹ và cái giường gỗ trải chiếu hoa chắc ông Phan đem từ nhà ông ấy qua. Ông Phan nói, anh nằm nghỉ ngơi một chút. Tôi biểu sắp nhỏ về bưng cái quạt máy qua cho anh và nấu cơm rồi mời anh qua xơi. Mấy ngày đầu gặp nhau vui vẻ vô cùng. Quà cáp từ bên Mỹ mang về cái gì cũng lạ, đẹp, thơm và giá trị. Gia đình ông Phan mọi người từ lớn tới nhỏ cứ rảnh ra là tìm tới ông Tâm để nghe kể chuyện hấp dẫn của cuộc sống bên Mỹ. Từ sớm đến tối rộn ràng vui lắm. Ông Tâm bắt đầu mua sắm thêm đồ đạc cần thiết bày biện cho căn nhà của mình. Ông cũng mua tặng bạn mình bộ sofa, cái bếp ga và cái tủ lạnh. Gia đình ông Phan rất mừng, cảm ơn rối rít và càng ân cần coi ông Tâm như thần tài trên trời rơi xuống. Coi vậy mà cũng không tốn kém chi lắm. Từ cái lớn, cái nhỏ, mua đủ thứ mà chỉ tốn sắp xỉ 1.200 đô la vì đồng đô la lúc này có giá lắm. Người xưa có câu ca dao, thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người thật hư. Sau tuần lễ đầu tiên vui vẻ, ân cần là những phiền phức khó chịu dần dần kéo tới.
vợ và con ông Phan thường qua mượn đồ không trả. Bọn nhóc thường hay vô tư cầm nhầm món này món nọ, nên đồ đạc trong nhà không cánh mà từ từ bay mất. Ông Tâm bực mình lắm, nhưng ngại không nói ra. Tính ông cái gì ra cái đó, xin thì ông cho, mà mượn thì phải trả dù là một xu. Thêm nữa, ở lâu ông Tâm dần dần biết được giá cả, vật liệu xây dựng và trị giá đất thời điểm bấy giờ, mới hay cái nhà của ông trị giá thực sự chỉ bằng một nửa số tiền ông đã chi. Vậy mà phải mang ơn nghĩa với người ta mới đâu. Theo ông thấy, ông Phan vẫn là con người đơn thuần, có lòng tốt với bạn bè. Nhưng vợ con giàu rể của ông thì trái ngược, thích lợi dụng, xin xỏ và có lòng tham không đáy. Căn nhà mới là do đứa con lớn của ông Phan lo liệu việc xây cất, và có lẽ nó đã bỏ túi số tiền chênh lệch khi mua toàn vật liệu xấu và xây quá đơn giản, thiếu tiện nghi. Phòng vệ sinh với loại cầu tiêu trệt, ngồi chồm hõm phải múc nước dội, không có bồn rửa mặt và nhất là không có hệ thống nước máy. Nước dùng để nấu ăn, vệ sinh tắm rửa phải chứa trong hai thùng nhựa lớn mà mấy đứa con nhà ông Phan gánh đổ hàng ngày từ giếng nhà bên ấy. Thấy bất tiện quá nên ông Tâm lại bỏ tiền ra xây hồ chứa nước, bắt máy bơm để bơm thẳng vào nhà, và dĩ nhiên là ông phải làm cho cả hai nhà. Đã không biết đủ rồi chứ, vợ con ông Phan còn xin xỏ ông Tâm giúp đỡ sửa sang đủ thứ cho nhà của họ, làm như ông Tâm mang nợ từ kiếp trước không bằng. Ông Tâm không phải hạng người tính toán keo kiệt, nhưng cái gì cũng có giới hạn, đâu phải ông là triệu phú và dễ bị dụ. Ông thấy rõ mình bị lợi dụng, bòn rút từng ngày một cách trắng trợn. Nơi ông ở hơi vắng vẻ điều hiu xa thị trấn, lỡ đêm hôm khuya khoắt bệnh hoạn thì phải nhờ hàng xóm láng giềng, nên ông bấm bụng chịu đựng tạm thời. Ông đánh tiếng bà con ở thị trấn nhờ thuê một người giúp việc, lo dọn dẹp nhà cửa cơm nước riêng cho ông để khỏi phải nhờ vả lệ thuộc nhà ông Phan nữa. Cô con gái bên Mỹ biết được tình cảnh của ông Tâm thì nhắc cha. Ba liên lạc kêu cô Xuân ra ở với ba để săn sóc cho ba đi. Con biết cô Xuân vẫn chưa có chồng, con nghĩ có cổ sẽ an tâm tin cẩn hơn và ba sẽ có người hủ hỷ đỡ buồn. Cô Xuân là bồ nhí của ông Tâm, thời ông còn ở trong quân đội phải đi biệt phái xa nhà tận miền Tây. Hai người dây dưa gian díu với nhau gần 2 năm thì ông được phân công tác trở về quê nhà, chia tay với nàng. Rồi nước mất nhà tan, ông phải đi học tập cải tạo một thời gian dài. Cô Xuân vẫn chưa lấy chồng, thỉnh thoảng gửi thơ vào tù thăm ông. Sau khi vợ ông mất, cô đến nhà lạy bàn thờ xin lỗi ngày xưa đã phá hoại hạnh phúc của gia đình và xin phép mấy người con được thỉnh thoảng thăm nuôi ông trong tù. Con của ông tư tưởng cũng thoáng, nên bây giờ đã gợi ý cho cha liên lạc với cô Xuân để nối lại tình xưa, an ủi nhau lúc tuổi già. Thật ra chẳng đợi con nhắc, ông Tâm cũng đã có ý định đó khi trở lại quê nhà. Cô Xuân thua ông đến 20 tuổi. Ngày ông quen cô thì cô mới 22 tuổi, không đẹp nhưng hiền lành. Cô là con nhà gia giáo, nhưng chắc vì duyên nợ từ kiếp trước nên đã phải lầm và yêu ông dù biết ông đã có gia đình. Đến lúc chia tay với nhau, cô vẫn ở vậy không lấy chồng và nghe nói đến nay vẫn còn ở căn nhà cũ với gia đình người em. Nhà cửa sắm sửa tạm ổn xong, ông Tâm viết thơ liên lạc mời cô Xuân đến ở với ông và cô bằng lòng ngay. Cô Xuân không muốn ông Tâm thuê người làm, mà tự mình đảm nhiệm chợ búa, cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Sau hơn 20 năm xa cách, cô mới được cơ hội ở chung với người yêu, nên vui mừng lắm và tự nhủ sẽ hết lòng săn sóc chàng. Vậy là gia đình ông Phan mất đi một nguồn thu nhập là lo ăn uống và coi sóc nhà cửa cho ông bạn vàng. Đến khi ông Tâm từ chối không cho đứa con dâu ông Phan mượn tiền làm vốn đi buôn, không cho thằng ba của ông Phan mượn tiền mua cái xe cúp đời mới, rồi còn thay ổ khóa và yêu cầu người của nhà ông Phan đừng tùy tiện vào ra nhà của ông mà không gõ cửa, thì chiến tranh bắt đầu. Mấy người đàn bà nguýt háy khi thấy bóng ông Tâm ra vườn. Già mà không nên nết, vài bữa nó dụ hết tiền là sáng mắt. Hoặc tưởng Việt Kiều là ngon lắm.
Đúng là ở đời, trâu buộc thường ghét trâu ăn. Bạn bè anh em ai giàu sang ai cùng khổ, cứ ở cách xa tích mù chẳng thấy mặt nhau thì thôi. Nhưng nếu cái giàu và cái nghèo mà ở sát cạnh nhau thì trước sau cũng sinh ra rắc rối, đố kỵ, tỳ hiềm. Ông Phan mỗi ngày bị vợ con tác động, nói xấu ông bạn vàng nên cũng bị ảnh hưởng dần. Lại thêm thái độ ông Tâm khi bực dọc thường tỏ ra nét mặt lạnh lùng băng giá nên ông Phan cũng tự ái. Thế là chiến tranh giữa hai nhà càng ngày càng gay cấn. Láng giềng tốt ngày xưa giờ không cho nhà ông Tâm bơm nước giếng để xài, đóng cái cổng chung không cho dùng, phá cây không cho sống. Đủ thứ cản trở, và cuối cùng đưa nhau ra tòa mới chỉ sau một năm hân hoan đón Việt Kiều về nước Tây Bắc mặt mừng. Ông Phan kiện đòi lấy nhà lấy đất lại với lý do ông Tâm chiếm đoạt lấy đất xây nhà trái phép. Nhưng cũng may từ khi nhờ vả ông Phan xây nhà, ông Tâm có lần viết thơ hỏi đã gửi tất cả bao nhiêu tiền và ông Phan đã viết thơ trả lời. Có bằng chứng giấy trắng mực đen và có cả thủ tục đầu tiên tiền đâu, nên khi ra tòa ông Tâm đã thắng là ông không chiếm đoạt đất xây nhà trái phép. Nhưng ông Tâm là Việt Kiều, đâu được phép mua nhà đất và cũng không được phép ở lâu thường trú trên đất nước Việt Nam. Ông có quốc tịch Mỹ, có visa về Việt Nam nhưng chỉ có thể ở Việt Nam trong vòng 2 năm thôi. Căn nhà này ông không được chủ quyền đứng tên làm chủ. Cuối cùng ông thỏa thuận sang tay để rẻ lại cho bà con của tòa án với giá trị tương đương 5.000 đô la Mỹ. Tính ra lỗ hơn chục ngàn đô cho căn nhà và quan trọng nhất là lỗ mất trắng tình bạn. Ông Tâm mua một căn nhà khác cũng ở xa thị trấn và nhờ cô Xuân đứng tên. Từ ngày về nước, ông đã biết được cách chi tiền cho công an khu vực để mua hai chữ yên thân. Cứ mỗi tuần, họ tới thăm và mời chú Ba ra nhậu với tụi cháu. Dĩ nhiên, chú Ba phải chi cho đồ nhậu dù có tham dự hay không. Rồi Tết nhất, rồi mỗi dịp lễ lộc hoặc có chuyện gì trong gia đình họ, ông cũng lì xì chút đỉnh. Thành thử ông không cần phải ra khỏi nước để làm lại visa nhập cảnh mà họ cũng không hỏi han làm khó dễ gì cả. Đủ thứ chi tiêu chứ không phải như trước kia ông dự trù chỉ cần mỗi tháng 100 đô. Ăn uống chẳng bao nhiêu nhưng còn những khoản chi không tên mà ông không dự trù trước. Về sống ở đây, không những ông phải chi tốn cho công an mà còn chi cho bạn bè đàn em. Một vài người lính ngày xưa làm việc dưới quyền ông nay gặp lại đều có cuộc sống khó khăn nên nhờ ông giúp đỡ và ông không nỡ chối từ. Một số người nịnh hót nâng ông lên tầng mây xanh rồi mượn tiền và hứa chắc như đinh đóng cột sẽ trả nhưng rồi lại trốn mất. Ông như con mồi béo bở, cứ gặp 10 người là đến 9 người xin tiền, mượn tiền nên sau một thời gian ông tránh ra đường sợ gặp người quen mất công từ chối. Ra đường thì nghi ngại phải tránh gặp mặt người quen, ở nhà hoài thì bực mình, dễ gây nhau. Cô Xuân giờ đây không nhu mì hiền lành như ngày xưa nữa. Cô hay mỉa mai cãi lại. Cô còn hay đi về không đúng giờ giấc, hay lê la nhà hàng xóm, hay giận hờn và cũng hay xin tiền gửi về giúp đỡ các em của cô có vốn làm ăn. Ông sinh ra nghi ngờ, không biết cô đến với ông vì tình hay vì tiền nữa. Đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau rồi, chẳng quá cỡ người ơi. Về phần cô Xuân thì ngày xưa chỉ nhìn thấy một ông Tâm oai hùng, đẹp trai, uy quyền hét ra lửa. Chàng dịu dàng, chiều chuộng nàng ra phết mỗi khi hẹn hò gặp nhau. Bây giờ thì là một ông lão hết xí quách, hòm hèm, nhăn nhó, cầu có, lại còn khó chịu, độc tài, dễ nổi đoá, ngang như cua, và chỉ coi cô như một bà quản gia kim đủ thứ hầm bà lằng. Người yêu của cô thay đổi nhiều quá, chẳng giống ngày xưa tí nào cả. Cô bất mãn, cãi lại thì bị ông mắng nhiếc đuổi đi. Cô về quê thì các em lại khuyên cô trở lại với chồng. Dầu gì cô cũng đã là một bà cô già, may phước lấy được Việt Kiều, mỗi tháng có tiền gửi về giúp đỡ gia đình thì đừng dại gì mà bỏ. Hai người cứ làm hòa rồi lại giận nhau. Cô khăn gói về quê được mấy lần thì đi luôn. Kể ra hai người cũng ở với nhau được hơn 2 năm dài, đủ để hát bài 2 năm tình lần đận
hai đứa cùng xanh xao, hai năm trời mùa lạnh, cùng thở dài như nhau. Hai năm tình lần đần, hai đứa cùng hư hao, hai năm tình lần đần, hai đứa đành xa nhau. Ông Tâm hết tình và tiền cũng không còn nhiều. Cũng may ông còn được mấy người con có hiếu, mỗi năm rủ nhau đóng góp gửi về cha già tiêu xài. Ông vẫn cương quyết không về lại Mỹ, không chấp nhận cái sai của mình. Ông tự đánh lừa mình vẫn không nhờ vả con cái khi ghi nợ số tiền các con gửi về, coi như mượn tạm để sinh sống. Vì ngày xưa khi đòi về lại Việt Nam sống, ông đã tuyên bố không cần các con gửi tiền về giúp đỡ. Ông cho là căn nhà ông đang ở lên giá gấp 10, khi ông mất con cái bán mà trừ nợ. Ông Tâm bây giờ phải chi tiêu nhiều lắm. Ngoài tiền ngoại giao với con số không ít, còn phải chi cho sức khỏe rất nhiều. Ngay còn ở Mỹ, ông mang đủ chứng bệnh trong người, nhưng nhờ y tế của Mỹ rất tốt, lại miễn phí cho người già và bệnh, nên ông đi bác sĩ và thuốc men thường xuyên. Nhờ vậy, bệnh cao huyết áp, cao mỡ của ông không gì đáng lo ngại. Trở về Việt Nam, ông sống xa thị trấn. Bác sĩ nông thôn chẳng có năng lực bao nhiêu, thuốc men không đầy đủ, lại thêm ăn uống nhậu nhẹt không kiêng cữ, nên sức khỏe của ông giảm sút hẳn. Ông phải nhờ người quen giới thiệu một bác sĩ giỏi ở thị trấn và bao tất cả chi phí để vị bác sĩ kia đến tận nhà khám cho thuốc khi ông trở bệnh. Tiền bác sĩ, tiền thuốc men và cả tiền quà cáp cho bác sĩ, ngốn của ông mỗi tháng rất cao, mà bệnh thì chỉ khống chế được giai đoạn ngắn rồi tái đi tái lại. Đau nhức vẫn hoàn đau nhức, đau tim vẫn hoàn đau tim, và khó chịu vẫn hoàn khó chịu, có khi còn nặng hơn xưa. Phải, ông Tâm càng ngày càng khó tính. Từ ngày cô Xuân bỏ đi không trở lại, ông nhờ giới thiệu người làm tới nhà lo việc nội trợ và để phòng khi ông bị lên cơn tim bất thình lình thì kêu bác sĩ hoặc đưa đi cấp cứu, nhưng không ai có thể ở với ông được hơn tuần. Ông cấm họ không được ra khỏi nhà ngoài trừ thời gian giới hạn cho đi chợ, dễ nổi giận la mắng ầm ĩ và làm tình làm tội đủ điều nên không ai ở được. Cũng may ông thuê được người nấu ăn mang đến nhà hàng ngày và dọn dẹp sơ nhà cửa. Nhưng cũng vì vậy mà ông càng ở riệt trong nhà và càng ngày càng thu mình trong căn nhà nhỏ. Chỉ khi nào rất cần thiết mới ra ngoài. Con cái về thăm khuyên cha. Ba qua lại Mỹ sống với tụi con đi. Ba ở đây mà cứ ru rú trong nhà như vậy thì dễ bệnh lắm. Ông bảo, sức khỏe của ba giờ không đi xa được đâu. Ba ở nhà quen rồi, buồn thì ra vườn chăm ngó mấy cây xoài, cây mít cũng vui. Nhưng ba ở có một mình, lỡ có chuyện gì bệnh hoạn bất tử ai biết mà cứu. Có chị kia đưa cơm mỗi ngày hai lần ghé qua đưa cơm nước mà. Với lại ba có thuê chồng của chị mỗi ngày qua nhổ cỏ làm vườn giùm. Không sao đâu, ba có chuyện gì họ biết liền. Cô con khuyên, ba chịu khó đi đây đi đó cho thoải mái chứ cắm cung mãi như vậy à. Ông Tâm lắc đầu. Ba ra đường mà cứ sợ gặp người lợi dụng mình thì càng không thoải mái hơn. Nhưng đâu phải không ra đường cứ ru rú ẩn mình trong nhà là yên. Cứ mỗi tháng vài lần công an khu vực lại tới hỏi thăm chú ba một cách thân tình. Chú ba ơi, có khỏe không? Ra quán nhậu vài chai bia với tụi cháu cho vui. Lâu lâu bọn chúng nài nỉ quá, ông Tâm phải ra quán uống một ly bia, rồi lấy cớ sức khỏe yếu bỏ về, không quên trả trước tiền đồ nhậu. Còn thì ông hay móc túi dúi cho chúng vài trăm ngàn cho yên. Chú hôm nay bị đau dạ dày, cầm ít tiền ra đó uống giùm chú vài ly. Nhiều khi bọn chúng đang nhậu ngoài quán cũng nhớ đến chú ba gọi phone mời ra tham dự. Dĩ nhiên chú ba không thể đến nhưng cũng phải biết ý cháu chắc mà hứa sẽ tiền đi thay người. Vậy mà ông còn khoe với con gái. Chút ít tiền chi ra mà ba sai gì tụi nó cũng làm. Nói chữ sai là nổ cho vui vậy thôi, chứ lâu lâu có rắc rối bên làng xóm cãi cọ ồn ào hoặc bọn lưu manh ở đâu tới phá làng phá xóm, ông gọi phone kêu công an khu vực tới can thiệp. Có chú ba chịu chi thưởng tiền đi nhậu, nên khi chú ba gọi phone là bọn chúng tới giải quyết ngay, làm hàng xóm cũng nể nang ông lắm.
Rồi có lần con chó cưng của ông chạy ra đường bị thất lạc, cũng nhờ mấy cháu kiếm lại giùm. Dĩ nhiên cũng phải hầu tạ. Chỉ một năm sau khi ông Tâm khoe với con gái về đám cháu hờ dễ sai của mình, chuyện xấu xảy ra. Ông nhận được giấy của sở nhà đất thông báo có đơn kiện ông chiếm dụng nhà ở trái phép của cô Trần Thị Xuân và đòi ông phải bàn giao nhà cho cô ta 10 ngày sau. Thơ đến trễ nên 10 ngày sau trong thơ tức là ngày mai. Ông Tâm giật mình, nghĩ lại căn nhà mình đang ở ngày đó mua đứng tên cô Xuân chủ quyền vì cô là công dân của nước Việt Nam. Cô bỏ ra đi đã mấy năm nay, mỗi tháng ông đều gửi tiền cho cô sinh sống, đã không biết ơn rồi chớ, nay lại trở ngược kiện cáo đòi chiếm nhà. Ông Tâm gọi điện thoại ngay cho cô Xuân, nhưng phone reng không ai trả lời. Ông cố gắng gọi liên lạc với một hai người em của cô Xuân, nhưng mọi người hình như tránh mặt, không thể nào liên lạc được. Họ tránh mặt là phải, vì đã thông đồng ép cô Xuân kiện sở nhà đất đòi lấy căn nhà ông Tâm đang ở để có tiền bù việc làm ăn thua lỗ. Và họ đã đi đêm với sở nhà đất, với công an khu vực, nên ngay ngày hôm sau, ông Tâm bị đám cháu hờ công an khu vực với những gương mặt lạnh lùng vô cảm cùng với nhân viên nhà đất trục xuất ra khỏi căn nhà ông đang trú ngụ. Muốn được yên thân gợi nắm xương tàn trên quê hương đâu dễ với tình hình đất nước nhiễu nhương bất ổn, với bọn lãnh đạo bất lương thích đi đêm như hiện nay chuyên xài luật rừng. Ông Tâm đang trên máy bay trở về Mỹ sau khi được Việt Nam phẫu thuật mổ cho sáng mắt để biết rằng dùng tiền để mua lòng người, mà nhất là bọn gian tham, sẽ không được bền vững, trước sau cũng bị phản bội. Và lâu nay, cũng chính vì đồng tiền, ông đã mất đi bạn bè, người yêu và nhất là sự tự do trên quê hương mình.